Chào các bạn. Hôm nay thì bản tiếng chung nó cập nhật mới đầu tiên đó là mở Mega Gyarados. Con này thì nó sẽ mở luôn được ở cả bản tiếng Anh. Bộ skill cũng có luôn. Một phần. Mình nghĩ là do con này nó bây giờ nếu mà nó mà ra ấy, thì nó cũng đã cũ rồi. Cho nên là nó cho mở luôn từ bây giờ. Và mở luôn thì cũng coi như là cho bản tiếng Anh mở luôn lên nó rất là đơn giản Heroes 12 sao với cả là sử dụng những con hệ nước Ngày mai chắc chắn là những người ở bản tiếng Anh sẽ có được nó luôn rồi Thì bộ skill của nó mình sẽ dịch sau Cái tiếp theo là bản tiếng Trung mở một pass mới Mùa Đây là mùa thứ 12 kinh nghiệm đó là những ai mà biết là ngày hôm nay chuẩn bị ra pass mới thì có một số nhiệm vụ thì không nên làm trước bởi vì là trong này có mấy cái nhiệm vụ kiểu dạng như là đánh lần năm lần đấu trường hay là đi tịnh hóa trong một ngày chẳng hạn thì các bạn để để lại mai thì mình sẽ mua quà pass mới vậy đều nhân vật mới quà thì vẫn như vậy còn hòm mảnh bậc s đợt này có những Pokemon có cả Thunderous với cả Lenorus, shop đã có thêm mấy cái mới đó là đá đá vàng được tối đa mua 10 cái thì mình sẽ mua thử mua thế thôi còn cái hòm này thì có thêm nhân vật mới nữa để các bạn chọn nếu các bạn chưa có cái này thì nên mua rồi này có những đồ mình hay mua nhất ở trong này Và đây là nhân vật mới này ở trong pass nhân vật này cộng thêm một phần trăm SP Defend và 120 SP fan tác dụng trong trận đấu đó là tăng thêm một phần trăm giảm thương và hai phần trăm tỷ lệ đỡ đây là tác dụng của nhân vật mới sẽ lấy được ở sự kiện pass một cái nữa đó là Zmu Zmu của đây kêu Red mở này Mega Ray Quaza và cũng được mở đến bậc 6 luôn bậc cuối cùng bậc 6 thì mình cũng có thể nếu mà mình lên được Zoroark bậc 6 của cái này thì mình cũng có thể lấy được cái skill này skill này thì mình cũng sẽ dịch sau cái tối giản hơn khi mà phần Adventure đó chính là cái phần này nó sẽ giúp cho các bạn nhìn thấy rõ hơn thay vì phải kéo dài như trước nữa phần tiếp theo đó là phần Xbox này nó sẽ mở thêm một cái tính năng mới nữa khi các bạn nâng cấp được lên đủ rồi dạng như là lên được level 20 đây thì mình chưa lên được nên mình cũng chưa rõ và một cái đó là reset lại các gói nạp và gói nạp đây ví dụ như cấp VIP 13 bây giờ được 240 mảnh Mewtwo với cả trang bị tự chọn mở lại từ mốc 1 mốc 1 đây vẫn như vậy 18 kim cương mốc 2 bạn sẽ được mua lại con Asgore Ninja với những ai mà lên được Asgore Ninja về sau thì cái cấp VIP này mua được rất là nhiều 3 thêm 100 là hai hai con rồi thêm 150 mảnh nữa Bây giờ VIP 5 đã mua được con Brazilian rồi Có thêm 50 mảnh nó luôn Ai lên Mega của nó thì mua ở đây Đơn giản hơn Cấp 7 Có thêm một cái đồ mới Đồ này theo tầm này rất là xịn Cộng thêm đến 8% song thủ lận Và còn thêm Trong trận đấu phải cộng thêm 8% tỷ lệ bạo kích Và sát thương bạo kích nữa Rất hợp với cả những con dạng công Và nếu mà Giả sử mà địch mà Đánh vào địch mà không bạo kích được ý, Thì nó sẽ tăng thêm 5% nữa một đồ quá là mạnh ở cái đồ tím 8 thêm 150 mảnh vẫn năng vàng khoảng 200 mảnh vẫn năng vàng đỏ khi bạn lên VIP 10 thì các bạn sẽ được chọn một trong những S cộng cũ đây là hai con luôn thì việc lên SS bây giờ đơn giản hơn nhiều VIP 11 300 mảnh vẫn năng vàng VIP 12 15 Một trong những S cộng ở đây Bạn được hai con Đồ vàng 10 cái rune Đấy là toàn bộ những cái cấp bậc Quả VIP được reset lại hiện giờ mình sẽ dịch bộ skill Của con Mega Gyaros này Con này chắc là ngày mai thì mình cũng có để về bộ skill skill 1 là nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% PA attack và nó sẽ tăng cho bản thân nó 20% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích trong vòng 3 lượt. Chưa thấy có gì mới cả. Về skill 2 thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 180% PA attack. Cái này là một cái mới này, nó sẽ bỏ qua của địch đó là 50% PA defense và nó sẽ làm cho địch bị nhận hiệu ứng đó là nhận thêm sát thương là 30% nữa khi bị đánh trong vòng 3 lượt. Một cái mới khi lên mega đó là đòn đánh skill 2 bỏ qua 50% thủ pay defend của địch giúp cho sát thương của nó tăng lên cao nhiều hơn. Giờ thì mình sẽ thi thiệu về nội tại của nó trước, rồi mới đến cái phần ulti. Giờ sẽ phân đến phần nội tại của nó. Cứ khi địch hành động thì nó sẽ nhận được một cái ấn điên cuồng này. Và khi mà nó bị tấn công hoặc là nó tấn công thì nó cũng sẽ nhận được một ấn đó Và khi mà đủ 9 cái ấn thì nó sẽ tiêu thụ toàn bộ cái ấn điên cuồng để tiến vào trạng thái giận dữ trong vòng 2 lượt Và mỗi cái ấn điên cuồng mà nó có thì nó sẽ cộng thêm cho bản thân nó 10% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích Và khi mà nó đang ở cái trạng thái giận dữ trong vòng 2 lượt đó thì tỷ lệ bạo kích của nó và sát thương bạo kích được cộng thêm đến 100% và cộng thêm 10% tỷ lệ hút máu nữa trong cái trạng thái giận dữ này thì đòn ulti của bạn nó sẽ được thay đổi thành một đòn ulti mới và nếu mà bạn bị hỗn loạn chẳng hạn thì bạn sẽ tấn công địch theo tỷ lệ với cả quân mình theo tỷ lệ đó là 21 tức nghĩa là bạn sẽ có khi bạn bị hỗn loạn chẳng hạn thì bạn sẽ tấn công địch với tỷ lệ là 66 phần còn đâu 33 còn lại thì bạn có thể tấn công vào một quân bên mình đó là tác dụng của nội tại và khi mà bạn à, giết được địch ở cái trạng thái giận dữ này thì ngay lập tức bạn sẽ ra được một đòn ulti đặc biệt đó là đánh cho địch mà gọi là chết hoặc là gần chết. Rồi đến skill 3 của nó. Skill 3 của nó bình thường thì nó sẽ tấn công theo một hàng dọc với 300% PA tech và đòn đánh này của nó nó sẽ xóa bỏ toàn bộ những búp hiện có của địch. Và sẽ tăng cho bản thân và đòn đánh này nó sẽ có sẵn đó là tám mươi phần trăm sát thương bạo kích và nó sẽ có hai mươi phần trăm đánh lan và nếu đòn đánh này mà không bạo kích chẳng hạn thì sát thương ở lượt ở đòn đánh ulti kế tiếp của nó tỷ lệ bạo kích nó sẽ tăng thêm sát thương bạo kích sang tăng thêm tới gấp đôi và trong cái trạng thái mà giận dữ chẳng hạn thì ở à, trạng thái giận dữ ấy, thì nó sẽ chuyển đòn ulti sang một đòn ulti mới. Đòn ulti mới này của nó nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 600% PA tech và đòn đánh này nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó đó là 80% sát thương bạo kích. Và và đánh, tấn công đòn ulti này sẽ không tốn nộ. Và nếu mà đòn tấn công này mà không bạo kích thì sát thương lần sau khi bạo kích sẽ được tăng thêm gấp đôi. Và khi mà đánh lên địch mà có máu thấp hơn tức nghĩa là đánh lên địch mà đang máu ít bị mất máu nhiều chẳng hạn ở khi đang ở trạng thái giận dữ thì sát thương nó sẽ tăng thêm tối đa đến 200 phần trăm bạn đánh lên địch nào mà càng ít máu thì sát thương nó sẽ càng cao thì đó là toàn bộ skill của Mega Gyarados nhìn chung đây là một con có sát thương lớn có thể là bản tiếng Anh cũng mở hoặc là toàn bộ các bản nó sẽ mở. Nhưng mà hên xui, nhưng mà con này nếu mà ở bản tiếng Trung thì nó sẽ chỉ được gọi là cái sát thương thôi, còn đâu cái phần sinh tồn của nó vẫn rất là kém.